Đăng tin sai sự thật về dịch COVID-19, một phụ nữ bị phạt hành chính 7,5 triệu đồng. Ngày 17 tháng 3, ông Phạm Duy Lộc, Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông TTTT tỉnh Khánh Hòa cho biết, sở này vừa phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa lập biên bản xử lý việc đưa thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên mạng Internet. Trước đó, ngày 11 tháng 3, trên Facebook cá nhân, NTPT, 36 tuổi, trú tại thành phố Nha Trang, đã đăng thông tin có nội dung, vừa nghe tin Đà Lạt có 2 khách du lịch bị nhiễm COVID-19. Tại buổi làm việc với đại diện các cơ quan chức năng, T thừa nhận những thông tin mình đăng không có cơ sở, đã gỡ bỏ và cam kết không tái phạm. Việc đăng thông tin cũ ớt là sai sự thật gây hoang mang dư luận, sở TTTT đã tiến hành xử phạt hành chính đối với hành vi này với số tiền là 7,5 triệu đồng.